Chè đậu xanh tuy chỉ là một món chè vô cùng giản dị, quen thuộc với bao người nhưng những tác dụng của nó tới sức khỏe và sắc đẹp của chị em thì thực sự đáng chú ý đấy. Nguyên liệu nấu chè. Đậu xanh, nha đam, phổ tai. Cùng điểm qua các lợi ích tuyệt vời của từng nguyên liệu trong món chè này nhé. Đậu xanh. Đậu xanh có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe, nổi bật là hàm lượng protein dồi dào tương đương lượng protein trong thịt Đậu xanh nấu cùng với cơm sẽ cung cấp tinh bột lẫn protein cho cơ thể. Vitamin K trong đậu phối hợp với canxi giúp xương chắc khỏe và giảm đau nhức. Đậu xanh là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa như phenolic, flavonoid, axit caffeic và nhiều chất khác nữa. Những chất này có khả năng hạn chế sự hình thành của các gốc tự do bằng cách tiêu diệt các phân tử có hại, ngăn ngừa sự hình thành của các tế bào ung thư. Bên cạnh đó hàm lượng chất oxy hóa dồi dào cũng có tác dụng rất lớn trong việc đẩy lùi lão hóa da. Tránh hình thành nếp nhăn cũng như các vết nám sạm trên da. Sử dụng đậu xanh thường xuyên sẽ giúp bạn có được làn mịn màng. Trắng sáng Đậu xanh cũng là một trong những thực phẩm hỗ trợ giảm cân cực tốt nhờ vào khả năng làm kéo dài cảm giác no và ngăn chặn hormone gây đói phát triển. Nha đam theo một bài báo đăng tải năm 2008 trên tạp chí chuyên về gia liễu của Ấn Độ, gel nha đam chứa vitamin A, C và E đóng vai trò như chất chống oxy hóa, các chất giúp cơ thể chống lại các gốc tự do. Các gốc tự do rất có hại vì chúng là nguyên nhân gây tình trạng lão hóa và bệnh ung thư. Ngoài ra, nha đam còn chứa vitamin B12 và axit folic folate. Gel nha đam là nguồn cung cấp các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể như canxi kali, maze, chrome, natri, đồng, kẽm và selen. Chính các chất khoáng này giúp cho các tế bào enzyme luôn khỏe mạnh và giúp cho hoạt động chuyển hóa diễn ra tốt hơn. Phổ tay Phổ tay là một loại rong tảo biển được phơi khô, có tên gọi tiếng Anh là fry seaweed. Khi còn tươi, phổ tay có màu xanh lá đậm, thậm chí trong tự nhiên chúng ở dạng lá mỏng lớn. Có bề ngang lớn hơn 50cm và chiều dài lên đến vài mét. Còn khi được phơi khô, Chúng được thái sợi trước chuyển sang màu nâu. Vì thế bạn chỉ cần ngâm chúng vào nước thì phổ tai sẽ lại nở ra và có màu xanh nâu trước khi dùng. Đặc tính phổ tai là có vị ngọt, tính mát và giòn. Trong phổ tai có nhiều chất khoáng như sắt, phốt pho, calcium, vitamin A, B1, B12, C và đặc biệt hơn là phổ tai không hề có protein, chất đạm. Các công dụng của phổ tai có thể kể đến như thanh lọc cơ thể, làm giảm mỡ và chất nhầy trong cơ thể khi dùng quá nhiều sữa thịt và đường, làm đen tóc và cải thiện tuổi thọ, phù hợp cho những người ăn kiêng và muốn giảm cân. Cách nấu chè Đậu xanh chọn loại còn nguyên vỏ, nguyên hột hoặc cả đôi. Ngâm đậu trong khoảng 2 tiếng. Thêm ít muối và nước cốt chanh. Phổ tay ngâm với nước trong 15 phút, cho ít đá để phổ tay dai. Giòn. Sau đó rửa lại với nước sạch. Nhà đam gọt hết vỏ xanh để không đắng. Lấy phần thịt trắng. Cắt hạt lựu vừa ăn ngâm trong nước muối loãng khoảng 10 phút, sau đó xả lại nước sạch nhiều lần cho hết đắng. Mình thường dùng nước đá rửa cho mau hết nhất. Bắc nồi nước và cho đậu xanh vào, không cần chờ nước sôi. Khi đậu mềm, hơi nhừ thì cho phổ tai và nha đam vào nấu. Khi nha đam trắng trong cũng là lúc đậu xanh nhừ đều. Bạn cho đường phèn vào, lượng đường tùy khẩu vị. Vậy là bạn đã hoàn thành công thức nấu chè đậu xanh vừa có tác dụng dưỡng nhan. Vừa giúp thanh lọc cơ thể rồi đó. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món chè này nhé.